Kalista làm cái bùi Kalista 13.14 cho anh em nè, cho anh em leo găng. Những con như cách liên này nọ là mấy con đó là tùy tùy vô người chơi, ví dụ AD nào chuyên đánh con đó thì đánh được à, chứ nó không phụ thuộc vô meta lắm. Vô đi ra chiếm bụi, chiếm bụi, chiếm bụi. Đầu game team mình mạnh này, làm vậy đó đi. Game này có kèo gì không ta? Có kèo như mạng không? Không có kèo gì hết vậy? Có kèo cho tăng sĩ khí đi. Được, cái xe cho điện được, nhưng mà lên cho điện thì em phải lên cái phải cầm bảng mấy nhà lính đó. Ôi giờ ghi bước chân lên phép hả? Giờ ghi bước chân chắc lên phép á. À không, một kiếm đồ gan cho lên AD. Lên AD mà cầm bước chân à, cầm thế không có đam nhá. Rồi boss nó bùm mình đó. Kèo này nó tạt từ dưới lên là tôi quýnh boss nó ngập luôn. Sắp tôi quýnh ngập rồi đó. Ông này quýnh target chào nái dữ vậy, ông này quýnh chào nái quá, chào nái vậy này quýnh yếu quá. Có vậy hồi giết người ta mà ông quýnh làm gì khó khăn. Cái này dễ mà, cái này đi dễ luôn á. Bích Morgana vô thấy nó thua rồi. Morgana chắc nó win được Gakan, nó win win được Gakan. Chứ gặp mấy này nó win khó, nó mới tác dụng á. Sao ông nào cứ hôm qua tới nay tới cứ 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 kêu đơ mặc vest lên stream vậy? Có chen gì nữa hả? Hơi tạo chen quá. Cảm ơn 708 nha, cảm ơn em nha. Gì vậy? Sao nó xài gờ vậy ta? Có phải có cái gì đó chứ sao tự nhiên nó xài gờ ta? Có gì đó chứ, có dấu hiệu gì không? Thế tự nhiên nó gờ vậy. Sợ đai á, còn ghép đâu đai, hết ghép rồi mà. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Bye, have a great time. Quên nhìn nó đồng hồ thôi, có đồng hồ có lát. Quên đi, pha nó mất lát lỗ, đổi lát cũng không lời lắm. Vậy giờ anh tấp lấy chỗ nào. Great level 10 ác nhỉ. Hay da, bay qua tường không được, đứng gấp này mới bay qua được. Hay da, lỡ nhất qua kia rồi. Nó bay qua tường phải tắt highlight bản à. Xùi thế. Cho Dergamit anh em ơi. Hai người chia cánh đi. Ôi, đẩy quay luôn vậy. Ngoài này Dergamit đã xuống gồng với sứ giả. Là để quay rồi. Phần này gần nó xuống dưới nha, gần nó xuống dưới nha. Tên là sứ giả anh em ơi. Sứ giả ở gồng sao. Đẩy quay em xuống liền, đẩy quay xuống xuống liền, đợi xíu, đợi xíu. Của mình chắc ra gánh ở trên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa cái nữa, ủa cái nữa. Ngon. Ây da. Ây da. À cho nó ủa cái nữa, đứng hề cào dính cái chói luôn. Nhảy đâu ngay ngay cái chói vậy. À, dính cái chói vô duyên thế. Ngon, ngon là sẽ giả nó ủa được. Không ngon là mình chết. Đậu xanh, cứ xùi nha. Ăn cái chói. Nhảy quá. Nhảy đâu ra cái chói kìa. Trùng hợp đó. Mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu.
Ông phải quơ con ở mid chứ. Lúc nào mấy ông phá xong trụ nó, mấy ông cũng phải cắm quơ lại, đi sub cắm quơ lại để nó di chuyển còn biết. Ây, thiếu một đồ tại. Nó còn một đồ tại mình phải để cho nó ăn bãi gừng trước á. Rồi mình mới ăn cái này để cho có hai cái. Để mình để nó ăn xong rồi mình dập. Nó là con ghét cho nó nữa. Nó chạy vô lùm được. Gừng nó hơi mạnh nha. Đồ này nó bắn đơn ba viên. Từ từ để phiêu ra đẩy là đẩy song song mới lấy trụ được, đẩy hai quỷ lính song song mới lấy trụ được. Ở lại luôn em ơi, đừng về em ơi, quýnh từ từ cho tớ mình lấy trụ thôi. Ừ, tớ mình lấy trụ không nổi rồi. À, mấy mình lấy trụ được nha, quen này vô đài luôn á, lên chết ta nè. Hả? À. Ôi phải xong với chết ta nào ta. Ông kêu ông đánh chết Tana trời. Mấy ông chơi thời rét á, kiểu Kalista quăng cái G ra, mấy ông bay ra xong mấy ông kéo luôn là nó không lát được á. Ông này ông bay ra ông xài E chứ, xong rồi ông kéo. Rồi Kalista là phải bay ra xong kéo luôn chứ. Ờ à, để lỗi nè. Morgana ra kịp. Ông bay ra xong ông E cái là cái nhịp đó người ta lát rồi. Bay ra xong G quy luôn. Quy luôn là chúng 100% chúng. Nó kiểu giống như cái Lin loot loot quy xong rồi cái Lin đập 7 á. Mình nãy đỡ đập 7 hộp. Búi tiến công chưa? Phải có búi tiến công mới búi được. Ôi, nó cướp hết rồi. Hay quá, còn ghét. Đợi đói, đợi đói. Này chạy lên nó về. Mình chạy lên là nó đi về luôn rồi. Ôi, ôi nãy nhây kìa, nãy nhây kìa. Đây nè, đây nè, đây nè. Trong bụi, trong bụi, trong bụi, trong bụi. Từ chưa có Baron ông ơi. Mấy phần này mấy ông đấm hiệu ra kiểu đợi team mình ta Baron rồi hay đẩy cao á. Phần này nó xuống bắt thì chưa ăn Baron được. Ở bên kia nó không bắt luôn. Bên kia di chuyển dở giờ mình ép Baron cho Fuga bút thôi, tìm nó ra thì mình lui cho Fuga bút. Để gắt thì gặp Fuga chịu không nổi rồi. Hay hay sợ đúng sách giáo khoa đó, đúng sách giáo khoa đó. Rồi TP luôn luôn, TP xuống xuống bot luôn, TP xuống bot luôn, đúng rồi, chuẩn chỗ này lấy được rồi không TP. Rồi lấy Mega luôn, từ từ gắt nó canh này lát hay sao. Sao quýnh tài lẻ phải vậy chứ, quýnh tài lẻ phải áp lực vậy chứ. Hay nha, ưng lắm. Nhớ like subscribe kênh cho tôi nha, mình em nhiều.